Xin chào các bạn đến với kênh channel của mình nhá. Hôm nay mình sẽ đi quay cái giống cà phê xanh đùn cho các bạn xem. Hiện tại là mình đang đứng ở giữa là hai loại dòng cà phê nhá các bạn. Bên này mình đây là cà phê Thiện Trường. Còn bên này là giống cà phê xanh đùn nhá. Hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn xem là cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của hai dòng cà phê này, xem nó và những cái điểm tương đồng của nó xem nó như thế nào nhé các bạn. Các bạn theo dõi video của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ đi quay cái giống cà phê xanh đùn cho các bạn xem. Đây là giống cà phê xanh đùn nha các bạn. Đây, lá là dài, gần giống với dòng lá xoài. Cành cũng tương đối là ngắn, không được dài như dòng Thiện Trường nha các bạn ơi. Quả thì cũng đóng, với lại độ chín là tương đối là chín rất là đều. Đó. Cũng là khá là năng suất, tuy nhiên là tay hơi ngắn nha, thả ngọn này tay hơi ngắn. Nếu mà chúng ta chăm sóc không tốt được là sang năm có thể là mất mùa nha. Tại vì tay nó ra mạnh, nhưng mà ra mạnh là chủ yếu là xương cá ra rất mạnh thôi. Cũng là rất tốt đấy, dòng này thì làm cũng rất là ổn. Đấy. Thân thì cũng nhỏ này, thân nhỏ nhá. Đây là dòng Thiện Trường nha các bác. Các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ miêu tả nó rõ hơn về cái dòng Thiện Trường này. Đó, cành là khá là dài. Quả bóng hơn dòng xanh lùn. Quả to, đều hơn. Lá bóng nhá. Lá bóng. Tay dòng này thì dòng Thiện Trường này thả đọt là có thể là xương cá tay nó ra là mạnh hơn là cái dòng xanh đùn thả đọt nhá. Nó tay nói chung là cành dự trữ sang năm là còn rất là nhiều. Còn bên này là xanh đùn này, xanh đùn là cành dự trữ sang năm rất là ít nhá. Và tay ngắn hơn. Thân của cái cây Thiện Trường này to hơn. Trong Thiện Trường là nếu mà để mà bền vững thì chắc là bền vững hơn cái dòng xanh đùn đấy các bạn. Xanh đùn thì chắc là được mấy năm đầu là rất là đẹp nhá. Mấy năm đầu á, mình nhìn tay của đây là cả năm thứ 5 này. Nhưng mà sang năm có thể là dễ bị lụi nha, nếu mà chăm sóc không đạt là không ký là dễ bị lụi nhá. Đây là vườn bên xanh đùn nhá. Và bên này là bên này là Thiện Trường nhá các bạn. Bên này là xanh đùn nhá. Đó. Các bạn so sánh hai giống cà phê với nhau để mà chọn lựa phù hợp cho cái vườn của mình nhá. Rồi nếu các bạn hay đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhá. Chào các bạn nhá.